Cũng trong chiều qua, Sở Tài chính sơ kết thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước và tài sản công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự. 6 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 2.836 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ thu đạt 52,64% so với dự toán trung ương, đạt 51,03% so với dự toán địa phương và bằng 100,66% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 52,76% so với dự toán trung ương, đạt 51,1% dự toán địia phương. Có 11 trên 18 khoản thu sắc thuế đạt khá so với tiến độ dự toán trung ương giao, 10 trên 18 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 5.291 tỷ đồng, đạt 41,17% so với địa phương giao, bằng 114,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi thường xuyên đạt 41,01% so với dự toán, chi đầu tư phát triển đạt 39,33% kế hoạch vốn năm 2023, tăng 46,52% so với cùng kỳ. Trên cơ sở dự báo tình hình thu chi trong thời gian tới, các đại biểu đã thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, cân đối tài chính để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn. Đánh giá cao những nỗ lực của ngành tài chính tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị Sở Tài chính tiếp tục theo sát thu chi các huyện, thành phố, nỗ lực cân đối thu chi ngân sách cho địa phương, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không hạ chỉ tiêu, hạ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 đạt từ 6.000 đến 6.500 tỷ đồng, đồng thời đảm bảo thu chi ngân sách theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, chuẩn bị kế hoạch năm 2024 từ nghiệm toán từ huyện đến tỉnh và kế hoạch 3 năm 2024-2026. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương tài chính trong lĩnh vực đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ, quản lý và sử dụng vốn, đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA năm 2023.